cách xem lịch ngừng giảm cung cấp điện trên điện thoại iPhone. Đầu tiên mình sẽ tìm đến cái Safari, đây là chỗ này nè. Rồi bây giờ mình nhấn vô Safari, sau đó mình tìm đến một cái trang web, đó là chăm sóc khách hàng evn.xbc.vn ha. Mình đánh vô trang web này, rồi mình bấm là đi, đó nó sẽ nhảy đến trang web này. Tiếp theo mình sẽ bấm vào cái dấu ba gạch này, đây có dấu ba gạch nè, click vô. Rồi mình chọn là mục tra cứu này ha, click vô tra cứu. Rồi sau đó mình sẽ chọn vào cái lịch ngừng giảm cung cấp điện chỗ này nè, rồi mình bấm vô nha. Rồi tại đây nó sẽ có hai lựa chọn, một là tìm theo mã khách hàng, hai là tìm theo công ty điện lực. Mình thì mình sẽ chọn theo là công ty điện lực ha. Mình bấm vô đây nè, bấm. Rồi tại bên một chọn công ty điện lực, mình sẽ chọn là công ty điện nè. Mình chọn là bấm vô đây, bấm vô mũi tên sổ xuống và mình tìm tới cái vị trí của mình. Ví dụ như mình ở công ty điện lực Trà Vinh, mình chọn Trà Vinh. Rồi tiếp tục mình sẽ chọn tiếp tục là cái thành phố hoặc là huyện nè, chỗ này nè, click vô cái mũi tên nha, click vô. Ở đây mình ở đâu, rồi mình chọn ví dụ Cầu Ngang nha. Rồi nó hiện lên xong rồi đó, này là khu vực ở Cầu Ngang. Nhưng mà có một cái nữa là bây giờ nó như thế này làm sao mình coi được ha. Mỗi lần kéo qua kéo lại thì cũng coi được nhưng mà hơi cực nha. Giờ mình có một cách để mà mình xem được toàn cái trang này luôn, đó là mình sẽ vào chỗ này, mình kéo xuống hết luôn, mình vô chỗ này nè, cái chữ AA nhỏ nè, A nhỏ A lớn nè. Rồi mình bấm vô. Rồi nó có hiển thị nè 100% đúng không? Mình chọn cho nó nhỏ lại, bấm vô A nhỏ, bấm vô chữ A nhỏ này nè, cho nó nhỏ lại. Đó, 85%, 75%, 50%. Đó, bây giờ mình nhìn thấy 50%, nhìn thấy là toàn trang rồi đúng không? Mình kéo lên kéo xuống nhìn nè, rất là dễ coi luôn. Đó, mình có thể xem được những cái thông tin nó rất là rõ ràng ha. Đó, cái cách này là cái cách để mà mình xem toàn một cái trang, nó không có bị giới hạn gì hết, khỏi một công kéo qua kéo lại cực khổ ha. Đây nè, mình có thể tìm ví dụ như khu vực khác, ví dụ như mình không chọn Cầu Ngang nữa mà mình có thể chọn là Cầu Kè hoặc là Tiểu Cần. Cầu Kè, Tiểu Cần, Tra Cú, Duyên Hải nè ha, chọn thử Duyên Hải ha. Đây nè, chọn Duyên Hải thì nó ví dụ như bên ngày 30 đi thì nó sẽ có các thời điểm như sau, cúp điện ở các nơi nè ha. Rồi vậy ha. Rồi mình kết thúc.